À, về ngoại hình đó, người ta bảo rằng không đẹp người thì đẹp nết, nhưng mà xét kỹ ra cái nết con này nó còn ghê hơn cả cái ngoại hình. Cái nết con này cũng quá dữ luôn à, cái nết con này cũng nói chung là cũng thối đằng luôn. Cái nết con này có chồng mà còn đi chắc chích với trai lạ à, chắc chích với trai cái trai nước ngoài đó, rồi để trong vợ người ta bắt rồi cũng là lình xình câu chuyện của người ta. Cái bản thân mình như vậy đó mà hắn liên tục lên mạng là đi chửi người này chửi người kia, lên chữ Tiết Giao rồi chữ Nga Daily rồi chữ cô Kim à. Ủa mình nó thật sự hắn, chẳng lẽ bây giờ cái nhà của hắn không có một cái gương soi nào nó hắn thâu ta la coi cái lũng mà nó thật sự lũng trâu đái rồi đó, ra ta soi cái mặt mình vô để mà ta chiêm nghiệm đấy. Vừa đầu đang ở quê đấy, cơ hội ra coi cái lũng trâu nào nó đái đấy, vẫn còn một giọt nước đó, ta ngồi ta soi bản mặt mình vô rồi đó, ta xem cái bản mặt của mình rồi cái như thật sự ta phải xem rõ ngoại hình rồi mới là soi tận cái lương tâm của mình đó, rồi mới hiểu được mình là ai. Đằng này bây giờ mà lên không gian mạng rồi nói là đúng rồi, câu chuyện của sư Minh Tuệ em nghiên cứu kỹ, không là người ta dẫn dắt em sẽ vi phạm pháp luật. Ai dẫn dắt mày nói bản thân mày thật sự mày tự mày lao vô chứ ai dẫn dắt mày đó. Mày lao vô vì sao? Do mày không có trí tuệ, không có trình độ đó. Người ta bảo rằng một con bay dơ đó, hiểu không? Mày là cái gì mà lên phân tích câu chuyện của người ta? Khi nào mà trả hơn 1.700 đô đó à, rồi mày phân tích tao nghĩ nó còn có cái lý. Vì sao? Nó vẫn còn cái chữ tính, vẫn còn cái chữ tình. Thì tao còn có thể là tao nghe mày được đôi ba câu, còn mày tính cũng không có mà tình cũng không xong, cái nghĩa mà mày đáp xử lại với Mạnh Thường Quân như thế, như thật sự như là một cái nồi cháo heo đó, nó đâu còn cái gì giá trị đâu mà tao phải tin mày. Khán giả nào mà nó thật sự qua kênh của mày mà nghe mày là chia sẻ những cái câu chuyện, ta thấy thật sự người ta nhìn vô mặt mày không biết là người ta nhìn như thế nào, hay là người ta nghe thử mày nói cái gì. Chứ còn nhìn vô cái bản mặt của mày để nghe mày chia sẻ thật sự à, tôi nói là cái như là nữ giới mà người ta còn nhìn còn chán, muốn chi là nam giới quý vị. Đáng lẽ người phụ nữ nhau họ thương cảm với nhau, họ có thể là họ nhìn thôi họ cũng chấp nhận vì cùng là giới nữ. À, nhưng bao nhiêu cô mà thật sự qua kênh của nó coi rồi qua kết luận với tôi một câu, trời ơi em nói đúng y xì, cái mặt con hắn nó là cái mặt trứng giấy trâu à, chị qua chị coi là nó thật sự là thấy là ớn áp luôn. Bây giờ là do em nói là chị nhìn mới rõ à, bằng kết luận một câu là trứng giấy trâu. Tôi nói ít ra giả sử 10 người thì qua đây có một người qua trứng giấy chó với đồ, nó lạ lạ bớt, cho ai cũng trứng giấy trâu hết trơn, chẳng lẽ Tiết Giao nó nói chuẩn dữ vậy à, nhưng mà thật sự quá vậy. Ở trong 10 người mà trách nhiệm thả qua cho xem nữa là cuối cùng kết luận một câu là trứng giấy trâu hết trơn. Mặt chi đâu mà thật sự người ta bảo phụ nữ là mặt hoa gia phấn, mà cái mặt của mình bây giờ mà đã ghép vô trứng giấy trâu à, 1.700 đô mà thấy nó tai hại dở sợ không hả? 1.700 đô mà đã biến cái một cái mặt gọi là cái như là mặt hoa gia phấn của em bây giờ nó thành trứng giấy trâu là em thấy nó nhục không hả? Trả cho người ta đi rồi mình muốn làm gì làm đấy. Anh cũng đâu có muốn hàng đêm mà lên để mà nói hắn đâu. Mày bảo rằng mày không nói về câu chuyện 1.700 đô thì tao với Lâm sẽ không có đề tài ở nói, nhưng mày an tâm đi, văn chương anh là lai láng, ý tưởng anh là nó thật sự nó cũng vô biên đấy. Riêng ai riêng không tặc là có nhiều cái đề tài để nói gì hắn lắm, mặc dù hắn yên nghe hắn không nói nghe vẫn có cớ để nói hắn nhiều lắm, trừ khi mà trả tiền đấy. Mà trả tiền là tự nhiên tất cả các ý tưởng của tao là tự nhiên nó gọi là nó chết yếu à. Chứ còn mày không trả cái ý tưởng nó sẽ trở thành cái sự thật, hiểu không? Thế cho nên khi mà bước vào cái chủ đề của thầy Minh Tuệ này, em Hồng rất là cân nhắc. Tại sao mấy ngày vừa rồi quý vị biết em rất là ít lên clip? Bởi vì em phải nghiên cứu. Em nghiên cứu, em theo dõi, cũng như là em phải có những cái suy nghĩ để mà cân nhắc rất là kỹ trước khi mà em làm cái chủ đề này. Con này làm gì đang cân nhắc kỹ lắm quý vị, thậm chí đen dịch của người ta 1.700 đô nó còn cân nhắc kỹ lắm đó. Bà con biết sao nó cân nhắc kỹ không? Cái lúc mà nó chưa đụng chuyện đó là nó đòi trả lại cho chị Hạnh Bình Dương đó. Nhưng mà nó nghiên cứu riết trong vòng mấy tháng trời là có nên trả hay không, lúc đó trong cái đầu của nó là cái toàn là 1.700 đô không.
Trá bây giờ cũng uống á, bây giờ nó ăn nó nuốt rồi, bây giờ Trá sao được quý vị, cái gì cũng vậy, cho đang ăn mà móc họng ra sao nó không tức. Đó. Cho nên nó suy nghĩ rất kỹ và nó quyết định không trả, chấp nhận là coi như là bị chữ thôi, chấp nhận bị nhục xíu thôi. Chứ bây giờ tôi nói quý vị, cái vùng của con hóng đó là và quý vị thấy vừa rồi đó, ngay chỗ cái quê hương của mẹ đó, cái vùng đấy nếu bây giờ mà đi lao động đi, một ngày người ta trả cao lắm là 100.000 là xịt khói. Đi vô làm rừng cho người ta trả một ngày 100.000 là xịt khói đen thôi, ở vùng đó, vùng sâu vùng xa quý vị. Đấy không? Vùng sâu vùng xa thì thật sự cái đâu phải là như mà cái cuộc sống ở thị thành đâu. Đấy. Một tháng mà người ta thu nhập 3 triệu bạc là xem gia đình khá giả rồi quý vị. Đấy. Mà ở đây chúng ta phải nói rằng là cái như là tứ là 40 triệu nếu mà so với cái mặt bằng thu nhập ở tại quê nhà của con hóng đó, là người ta làm phải là tầm phải là 13 tháng, có nghĩa là hơn một năm mới có số tiền là cái như là 40 triệu. Mà 40 triệu người ta ăn uống cũng hết, nhưng mà hóng đằng này dày mặt lên một cái là có 40 triệu bỏ túi, có 40 triệu xem già. Đấy. Có 40 triệu lên chánh cha chánh chị chấp chấp cái mồm lên cộng đồng mạng chữ chân, đúng không? Nó tính kỹ lắm. Nó nói bây giờ đó mà thà nó chấp nhận bị chữ để nó có 40 triệu nó bỏ túi, chứ bây giờ mà nó đưa ra 40 triệu trả lại cho người ta thì nó thật sự đấy, cái giá trị của nó là nó tính bằng cái bằng đồng tiền thôi, bằng 40 triệu thôi chứ không có hơn được. Giật giật cho cố. Bây giờ lên nghiên cứu kỹ dữ không? Cái vụ mà 1.700 đô ta hỏi hóng nghiên cứu kỹ không mà vẫn là gặp anh lang thang Sài Gòn thế này. Đó không? Gặp hóng trong tình cảnh này đâu có muốn đâu quý vị. Đâu có muốn gặp hóng trong tình cảnh này. Đó không? Đấy. Ít ra gặp hóng rồi hóng cũng phải xách giày cho lang thang Sài Gòn đi được một đoạn đường. Chứ ai đâu mà gặp hóng trong tình trạng mà chữ hóng như một con dồi thế này. Đấy. Lên không gian mạng mà dạng còn cái như gọi là ngáo ngô, còn ngáo về ý thức. Tiền của người ta mình nhận rồi mình không làm là trả cho người ta, mà hứa trả thì trả, đây là cái danh dự. Hứa trả rồi nghe mấy thằng kia suối bậy rồi không trả, cuối cùng là nó đi nguyên cả một nùi. Đó ha, đi nguyên cả một nùi. Chung là dạy cả chùm đó quý vị, dạy cả chùm. Từ thằng vợ lớn tới thằng nhỏ, từ thằng già tới thằng trẻ. 1.700 đô thật sự nó không đáng quý vị. Nó không đáng 1.700 đô mà để cho người ta chữ mình như một con dồi như vậy thì chứng tỏ con hóng này nó đang dạng con đối tiền. Ta nói rồi, cứ đứng trước ông kính sexy mà dây cho một dòng, ta cho cho 2.000 đô trả 1.700 đô, còn 300 đô bỏ túi. Nó lại không làm. Đấy, tôi đã từng tuyên bố quý vị, đã từng hứa cộng đồng mạng chắc ăn rằng là cái mặt của tôi vẫn còn uy tín cộng đồng, mà ở đâu phải cái mặt của tôi mà đã gọi là nó không còn cái gì mà gọi là nó mất uy tín mà nó gọi là âm đâu. Đó không? Đó. Chỉ cần hắn mà đứng trước ống kính nó sexy một cái, quay một vòng là cho em 2.000 đô, vì nó thật sự đó, cho không phải vì em đẹp, cho không phải vì anh muốn nhìn những cái vấn đề mà nó vớ vẩn, mà cho vì sao? Vì là cái lòng mà nó thật sự kiên trì của hắn đó, cho đến bây giờ chứng minh nữa là hắn cũng có cái độ lì, là cho đó. Đùa cái thứ gì đâu mà tiền của người ta rồi giật xong rồi chứ cha mắng mẹ người ta, rồi lên cộng đồng mạng còn thể hiện ta đây, của sống cái gì vậy hắn? Bày đặt bây giờ nháy qua câu chuyện của sư Minh Tuệ, mày có đi qua cái lớp câu chuyện sư Minh Tuệ thì thật sự mày cũng không yên đâu. Đấy. Coi chừng mày qua cái vụ sư Minh Tuệ là mày dở đi hơn đó. Tao nói thiệt. Đấy, mày qua đi. Vị ạ, còn ngày hôm nay em nghe em nói thật với quý vị là em rất là bức xúc thằng Lâm, bởi vì nó lên nó chửi sư Minh Tuệ. Nó lại dám đi cổ vũ cho cái luận điệu của cái ông Trần Quang. Lâm nói là do cái bản mạch của mày đó, do bản mạch của mày vô. Rồi Lâm á, thật sự đó, Lâm cũng không phải là nó thật là nói gì ông Minh Tuệ đâu. Mà Lâm đang nói là cái bọn chầu rìa bên cạnh ông Minh Tuệ đó. Đấy, bọn tào lao, bọn bất nháo đó. Đấy. Với là nói với chỗ con hóng là nó không đủ tư cách để mà đi nói câu chuyện của ông Trân Quang. Và
và không đủ tư cách để mà xen vào câu chuyện của Minh Tuệ, đúng không? Câu chuyện Trân Quang thì thật sự ra quý bà con ai ngu cũng dường thì chết thấu. À, cái vấn đề tôi thấy bây giờ đó, người ta cúng dường là cúng cho chùa đó, mà người ta lầm tưởng là người ta chết thâu à, chứ đâu phải là đưa ông Trân Quang rồi ông đi làm thiện nguyện cho ai đó. Nhưng mà chỗ con hóng này là một trong những cái con đáng nói mà. Ở đây là câu chuyện 1.700 đô là người ta đưa tiền cho mày, trực tiếp mày ký luôn là Lê Thị Hậu, đúng không? Đó. Mục đích nhận tiền nó làm gì? Làm nhà cho thằng Hoài. Cuối cùng mày có làm không? Không. Vì sao mà thật sự tao biết? Vì do cái miệng mày nói, mày không có làm. Cái con mắt tao thấy là mày có ký vô nhận tiền, tất cả các biêu chứng từ tao có. Con mắt tao thấy là cái chữ ký của bí thư là chữ ký giả. Đấy. Cho nên tao nói được không? Đấy. Người ta tới cúng chùa là cúng cho ông thầy nào thì ông thầy đó ông hưởng thôi. Ông có làm thì đó là việc của ông, sai thì ông chịu, cái chuyện đó tính sau. Còn ở đây người ta đưa tiền cho mày, người ta gửi tiền cho mày để mày đi làm từ thiện cho người ta, mà mày ăn giật ăn chặn luôn thì mày đâu có tư cách mà nói ông Trân Quang, đúng không? Mày không có tư cách mà nói ông Trân Quang. Cái bản thân của mày bây giờ nó nhức lầy như vậy, mày tư cách đâu ra mà đi nói, đi phơ người này, đi phán người kia. Bất kỳ ai cũng có thể nói được, riêng con hóng là không được, vì con hóng là một trong những con ăn chặn ăn giật cái đồng tiền của Mạnh Thường Quân, không thể lên tiếng được. Đấy. Mày không có tư cách, mày không có tư cách mà lên cộng đồng mạng để mà dẫn dắt câu chuyện. Đấy. Lâm nói là nói thật sự, chữ là chữ, những cái đám mà chầu rìa theo ông Sư Minh Tuệ đó. Đấy. Những cái đám đó mà vô trong câu chuyện của Sư Minh Tuệ là làm cái câu chuyện nó rối hơn. Đấy. Nó làm cho ông mất đi cái tự do. À, nó đang có cái dấu hiệu là xúc phạm đến cái hình ảnh của ông. Đấy. Nó đang có cái dấu hiệu là cái nhân thật sự nó không có tôn trọng quyền riêng tư của một con người, đúng không? Đấy. Một ông sư mà ông đi đâu cũng có cái băng này nó kè kè theo, cũng có Phật tử đồ cũng kè kè theo, cho người ta ăn phải cho người ta đi đại tiểu tiện chứ. Nó đằng này cái kè theo miết như vậy, tôi hỏi quý vị, rồi những cái mà sinh hoạt cá nhân của ông sao? Ai mà chẳng có nhu cầu quý vị, đúng không? Đấy. Giống như có giờ có giấc chứ, cái gì nó cũng là sinh hoạt mà nó phù hợp cái giờ giấc đó, thì nó thật sự nó mới lâu dài. Đấy. Giống như lịch trình ở sáng mấy giờ dậy, ăn sáng tầm mấy giờ đó, rồi bắt đầu là đi tới công ty là mấy giờ đó, rồi cái như là mấy giờ bắt đầu là nghỉ ngơi, mấy giờ ăn trưa, mấy giờ cái như là bắt đầu là nghỉ trưa rồi dậy, rồi chiều mấy giờ làm, nó theo một trong những cái giờ nó cụ thể vậy đó. Đó, thì cái cơ thể của mình đó, nó mới gọi là cái như là nó mới đảm bảo một sức khỏe. Còn đằng này mà cứ để cho ông sư thật sự cứ cho ông uống nước, rồi cuối cùng là ông mất tiểu tiện, rồi cứ theo miết như thế, rồi cuối cùng ông không tiểu được, cứ mang đi miết cả ngày thế. Đây là thật sự đang đi hại ông, cho thì Lâm nói là đúng chứ cái gì mà sai. Lâm chữ là chữ mấy cái thằng chầu rìa, mấy thằng mà đi theo tầm bậy, mấy thằng YouTube với mấy cái người mà gọi là Phật tử Phật đồ mà đi theo ông Sư Minh Tuệ là nó không có phù hợp, đang gây cản trở con đường tu tập của ông. Đang có cái dấu hiệu là cái như là xúc phạm đến cái đời tư của người ta. Cam liếp ông không cho quay cũng quay, đúng không? Từ trong cái nhà vệ sinh ông vừa bước ra một cái là nó chia máy nó quay từ lơ luôn. Ông nội gặp tôi còn giậm nụ chứ một ông sư. Đấy. Mới ở trong nhà vệ sinh ra mà ở đâu ra mà thấy máy móc mà nó chia đó nó quay. Ông nội nó quay kiểu đó mà ai chịu nổi không? Gặp mình là một người không tu không hành. Đấy. Mình thấy mình cũng mắc cỡ chứ đừng nói chuyện một ông sư. Ông sư là một trong những cái đó là phải giữ hình ảnh cho ông. Vì những cái vấn đề đó tế nhị. Mày bây giờ mày lên mày đi dẫn dắt câu chuyện xuyên tạc ở trong cái thằng Thiên Loi, tao thấy thằng Thiên Loi là lúc nào mày vô mày cũng bình luận là Lâm TV2 chữ ông Minh Tuệ. Thằng Thiên Loi là một trong những thằng là chuyên gia đi bình luận, đi comment dạo, đi mà gọi để kích động cổ xí. Thằng Thiên Loi này nó thật sự quá vậy đó. Đó, mày coi chừng mày cái tên Thiên Loi đó, chứ còn coi chừng đó,
À, mày chẳng qua là mượn cái tên thôi chứ mày đừng có nghĩ mày là thiên lôi thật nha mày. À, coi chừng ra mà thật sự ra mà ra đường đó gặp thiên lôi thật là cái chung là cái như là nã cho một phát là xem như là nó cháy thành tro luôn đó, thành mất dạy, thành mà chuyên gia gọi là đi gọi đi đâm bị thấp thập bị gạo. Câu chuyện quá rõ ràng, trong câu chuyện của sư Minh Tuệ không có gì phải để chia sẻ, gì nó không có một cái gì để chia sẻ. Câu chuyện ông là xem như nó rõ ràng rồi, nó không có một cái mà nó bí mật, không có một cái gì gọi là ẩn khúc, đúng không? Mình chia sẻ là chia sẻ những cái mà cái như là cộng đồng mạng chưa biết đó về ông sư Minh Tuệ là chia sẻ, mà bây giờ nó thật sự ông cũng đã phơi bày tất cả rồi đó. Có gì đâu mà bí mật mà mày lên mà đòi chia sẻ câu chuyện của sư Minh Tuệ, mày đang đi phá ông sư Minh Tuệ. Tao thấy mày có cái đạo gọi là đạo nhân quả đó, đạo đó đạo của mày đấy mà vô rồi hay rồi đấy không? Tao nghĩ mà nên theo đạo đó, cái miệng mày nó cũng dẻo nhẹo vậy mà nghĩ theo đó, cái dạng miệng miệng dẻo mà nó kiểu kiểu nó cùng đâu quá vậy, giống anh em nó hỏi mấy cái vị mà trong đạo nhân quả hoàn 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 đoạn là chung cũng nó cùng thôi, nó không trả lời một cái trọng tâm của người ta. Giờ mày lên không gian mạng còn cái gì xạo xạo không? Lên chia sẻ sư Minh Tuệ mày biết gì mà chia sẻ, cái thân của mày mày còn chưa hiểu rõ mày hiểu được ai mà cái như là đó. Hiện bây giờ con hóng này nó đang bị một nhóm người đó, một nhóm người trong băng nhóm của nó thật sự cũng là dẫn dắt, cũng là nhồi nhét vô đó. Cho nên con này bây giờ dạng dạng nó điếc đâu sợ súng, còn con Hương Huệ cần nó cứ an tâm ở bên này, chị gửi tiền về cho em nuôi sống em cứ an tâm đi, em không có làm cái gì hết trơn, để câu chuyện đó cho chị nó có thế thôi, chứ để có người đảm bảo cuộc sống cho nó thì nó lên nó bất chấp thôi chứ quý vị, chứ một người phụ nữ xin thưa quý vị ai mà chẳng biết biết mắc cỡ đúng không, anh mà anh giật người ta là mắc cỡ dữ lắm chứ. Nhưng mà con hóng là sao cố đấm ăn xôi nó mắc cỡ dữ lắm, mà đợt trước lên nó cũng là ôm mặt khóc rồi đó, mắc cỡ dữ lắm đó, mà bây giờ cố đấm ăn xôi chịu thôi, phải không? Ngu chịu thôi, trách móc vậy anh chưa hả? À, thưa quý vị, cái buổi trò chuyện hôm nay tới đây thì tôi cũng xin phép là cho tôi kết thúc tại đây. Một lần nữa kính chúc tất cả quý vị cái lời chúc sức khỏe và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Tao hỏi mày nè, hóng tặc, chị Emily đưa cho mày 1.700 đô là chuyển tới cho người nghèo, người bệnh, tại sao mày không làm theo lời chị Emily? Vì chỗ đó chị Emily mới kêu mày trả lại, đúng rồi không? Nó không có ấy đâu, nó là nó có một cái dàn đệ tử của nó đang nghe trong này nè, mấy cái thằng như thằng Thiên Loi Thiên Đồ đó, nó đang nghe rồi chụp hình gửi cho hắn, hắn nói mà nó dàn đệ tử nó bây giờ nhiều lắm. Bó tay. Thôi, cảm ơn tất cả quý vị và chúc tất cả quý vị có một giấc ngủ an lành. Những bà con nước ngoài có một ngày làm việc vui vẻ bà con ha. Và xin nghe chân thành cảm ơn quý vị một lần nữa. Bye bye tất cả quý vị. Đừng quên cho Đời Thường TV xin một like nha quý vị. Quý vị nào chưa